Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 1 tháng 6 năm 2020. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên cho mình. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được chiếc sản phẩm là Samsung A70 nhá. A70. Thì cấu hình con này các bạn cũng đã rõ rồi. Cấu hình con này là RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB. Đây, màn hình là tràn viền 6,7 inch, tai thỏ tai chuột nhá, A70 ạ. Đấy ạ. Và sản phẩm Samsung A70 này thì máy nhà mình bên mình đẹp là trên 90%. Cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4.500k nhá. 4.500k. Sản phẩm Samsung A70 đấy ạ. Này, A70 4.500k rất là rẻ nhá. Rất là rẻ. Mà hình thức là trên 90%. Sản phẩm bên mình thì có tặng kèm là sạc và cường lực cho các bạn nhé. Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi được 1 vòng 1 tuần và bảo hành là 6 tháng đấy các bạn, yên tâm về sử dụng nhá. Và tất cả là địa chỉ thông tin địa chỉ cửa hàng nhà mình và số điện thoại liên hệ cho mình. Bạn nào gần các bạn có thể là qua địa chỉ cửa hàng nhà mình để mua bán giao lưu cho đổi điện thoại cũ mới. Còn các bạn nào ở xa thì cứ gửi theo mình địa chỉ cửa hàng nhà mình nhé. Và đây là số liên hệ nhà mình, số này mình dùng Zalo này và số này mình cũng có dùng nhưng mình dùng ít. Đấy, các bạn có thể là liên hệ, nếu mà Zalo mình không trả lời các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhá. Samsung A70 này, 3 camera 4.500k nhá. Hình thức là máy đẹp trên 90%, rất là rẻ cho các bạn. A70 đấy. Đấy, năm 2020 điện thoại rất là rẻ rồi. Chỉ với hơn 4 triệu các bạn có hình 128GB rồi. Quá là rẻ nhá. Mình nói chung là nghe nhạc cũng hay lắm. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc Soli Z3. Soli Z3 hình thức là máy đẹp 90%. Cấu hình các bạn cũng đã biết rõ rồi. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Hình thức là máy đẹp 90%. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Soli Z3 thì chiến được có mọi loại game nhé. PUBG này, Liên Quân Mobile này, Tem Jun này, các kiểu đã điểu game. Các bạn có thể là đây. Nhưng mà sản phẩm cấu hình với cấu hình là cực kỳ là rẻ nhá. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Bên mình chỉ bán cho bạn với giá là 1.200k nhá. Đây, 1.200k sản phẩm Soli Z3. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Đấy, chỉ với 1.200k. Đấy, nhà mình thì còn ngày mai thì mình về thêm nữa nhá. Buổi tối ngày hôm nay thì mình còn 4 cây. Các bạn nào thích sản phẩm Soli Z3 này, tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là một con máy Soli trải nghiệm về để chơi, xem phim, nghe nhạc, nghe gọi các kiểu thì các bạn nhớ tới hàng mình sớm nhất nhé. Đây ạ. Đây. Đây, các bạn có thể vào đây là nghe nhạc này. Đấy. Nghe nhạc rất là sướng. Đấy. Nói chung là loa Soli thì các bạn khỏi phải phê nhé. Đấy. Nghe rất hay nhé. Đấy, loa Soli thì các bạn nghe cực kỳ hay nhá. Nhà các bạn có em nhỏ, các bạn phải mua về tặng những em nhỏ mà làm con máy mà phụ đi học hoặc là các bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3 ấy, làm con máy phụ mà nghe học đi học, các bạn làm một máy phụ rất ok nhá. Đấy. Soli vì sản phẩm mình bán rất ok ạ, rất ít lỗi nhá. Và lỗi bên mình thì có đổi luôn cho các bạn nên các bạn yên tâm. Đấy, rất nghe nhạc rất là phê nhá. Soli Z3, cấu hình RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, chỉ với 1.200k, rất là rẻ. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là lắp sim luôn nhé. Này, nhiều bạn thắc mắc mình không biết lắp sim, các bạn có thể ở đây. Ổ bên này là ổ chân sạc nhá, và ổ bên này máy này là ổ chân các bạn lập lưng này, các bạn đây là ổ chân sim nhá. Trên này là thẻ nhớ, các bạn không được lắp trên này, dưới đây là ổ sim này. Đây, các bạn có thể là cầm tay đây, tay vòng tay mình vừa cắt ngày hôm nay xong. Đấy. Mình sẽ tháo trong đây nó một cái giá này, đây nó có một cái giá đây, đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đây, các bạn mình kích vào đây để mình lôi cái giá này ra nhé. Đấy, lôi cái giá này ra này, các bạn lôi ra này, đấy, lôi ra thì các bạn có thể lắp đặt cái sim vào đây, các bạn đặt sim như thế này cho mình nhá. Đấy, các bạn nhấc cái điện thoại các bạn lên và các bạn ấn cái này vào, nhiều bạn thắc mình lắp sim này, đấy, các bạn kích vào đây, đấy như thế này nhá, các bạn nhớ là nhìn như sim này, các bạn ấn vào đây là xong, ấn sâu vào nhá, đây, các bạn ấn ra sâu này. Là xong nhá. Và tí nữa thì sim khởi động lên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt 3G cho sản phẩm Soli Z3 này nhá. Rất là dễ, cực kỳ là dễ nhá. Các mạng khác thì như nhau thôi nhá. Soli Z3 đấy ạ.
Đấy. Mà RAM 3 bộ nhớ 32GB với giá chỉ với giá là 1 triệu à, 200k rất là rẻ các bạn nhá. Sony Z3 này ạ. Tí nữa lên mình sẽ cài sim cho bạn. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc Sony XZ. XZ thì nhà mình hôm nay mình vừa về được một chiếc nhá. Sony XZ đấy. XZ1 nhá. Con này là Sony XZ1 đấy ạ. XZ1 đấy. À, camera tròn rất là to, đấy, đèn flash và một đều mắt thần thánh gì nữa này. Đấy. Sony XZ1 thì mình sẽ xem qua về cấu hình con này. Đấy, thì hôm trước thì ở clip trước ấy thì là cái lô đấy là cái phần mềm CPU Z bị lỗi. Mình tải bị lỗi nên nó bảo chip là linh tinh nhá, bộ nhớ cũng linh tinh. Đây mình sẽ vào xem dung lượng của nó nhá. Pin con này là pin là 2007 các bạn nhá. Đấy. Pin là 2007 này. À, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB nhá. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Pin là 2K7 các bạn nhá. Đấy, chip của nó hôm nay thì mình tải lại thì mình chip về chuẩn nhá. Đấy. Chip slot là 835 nhá. Hôm trước là nhiều bạn là thắc mắc cho mình là con này chip là 636. Nhưng mà do cái phần mềm CPU Z lôm trước của mình ấy là CPU Z của nó bị lỗi, hôm nay mình xóa đi mình tải lại rồi. Hôm nay mình gì nhỉ? Nói chung là hôm nay con máy này thì mình cũng phải tải lại hai lần nhá. Đấy. Con chip của nó là chip là SNAT 835 nhá. Đấy, chip SNAT 835. Mà cấu hình thì là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Và sản phẩm Sony XZ1, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Con này thì là màn thì nó hơi đục đục phần quang một tí bên dưới thôi. Đây. Này. 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 Hơi tí phần quang bên dưới, các bạn nhìn kỹ thì mình thấy đấy chứ. Đấy. Đấy, hơi tí đốm phần quang. Con này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 2 triệu đồng nhá, sản phẩm Sony XZ1 đấy. XZ1 đấy. Là hình thức là máy đẹp 90%. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Con này thì nghe nhạc rất là hay nhá. Đấy. Đấy, nghe nhạc rất là hay. Đấy. Đây. Loa thì nó là loa kiểu cả loa trên loa dưới. Này. Màn hình rất đẹp rồi. Con này thì nghe được hai loa nhá. Một cái loa bên dưới và một loa bên trên nhá. Đấy. Đấy. Con này thì là chạy hai loa nhá. Công nghệ của nó là chạy một loa trên này và một loa nghe và một loa dưới này. Hai cái loa này thì nó to như nhau nhá. Đấy, màn hình hiển thị rất đẹp nhá. Đấy. Sony Z1 nhá, cấu hình là RAM 4GB, bộ 64GB. À, con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu đồng nhá, 2 triệu đồng nhá. Đấy, rất là rẻ nhá. Chỉ với 2 triệu các bạn sở hữu sản phẩm Sony Z1 thôi. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB ạ. Đấy, nhà mình nay thì nhà mình về được mỗi một chiếc này nhá. Mà nghe nhạc rất hay. Nói chung là RAM 4GB thì các bạn chạy cực kỳ là tuyệt vời. Mà chip slot chạy rất là ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ1 để các bạn đi hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, rất là rẻ nhá. Đây, tạm một đây ạ. Nói chung là nhiều máy lắm, mình sẽ giới thiệu qua loa cho các bạn thôi. Này, XZ1 này và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay là Oppo, con này là Oppo gì nhỉ? Con này là Oppo A37 này. Đấy. Con này là Oppo A37 các bạn nhá. Oppo A37 ạ. Này Oppo A37 thì con này khách xài rất là dữ này. Con này khách xài rất là dữ. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.100.000 nhá. Sản phẩm Oppo A37. Hình thức con này là hình thức là 90%. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 thì các bạn nhắn hàng lên sớm nhất nhá. Mình sẽ tặng kèm bạn một cái ốp dẻo này nhá. Đấy, ốp dẻo đấy ạ. Oppo A37 đấy ạ. Chỉ với giá là 1.100.000. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Oppo A37 đấy. Rất là rẻ cho các bạn nhá. Mà tặng kèm ốp da rất là xịn sò nhá. À, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa mới về được con Lot 5 này nhá. Mình sẽ xem các bạn là cấu hình của nó bao nhiêu ghi. Lot 5. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ con này là 32GB nhá. RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Con Lot 5 bộ nhớ RAM 4GB, bộ nhớ 32GB này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.300.000 nhá. Con này thì hình thức là viền với màn hình là hình thức là đẹp là 90%. Còn mặt lưng thì con này thì hơi bị xước phẩy một chút nhá. Mặt lưng thì hơi xước phẩy một chút ạ.
Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 2.300.000 sản phẩm lót 5 đấy nhỉ. RAM 4GB, bộ nhớ là gì nhỉ? 32GB nhé, lót 5 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này các bạn nhận hàng mình là sớm nhất nhé. Này, Note 5 đấy ạ. Nhà mình còn mỗi một con Gold thôi. Nhiều máy cỏ lắm, nhà mình nay được vừa về nhiều máy cỏ lắm. Con này là Vivo Y81 này. Vivo Y81 này. Này. Màn hình là hơn 6 inch, tràn viền tay thỏ tay chuột này, cái là khác này. Này, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Cái con Vivo Y81 này. Đấy. Hình thức là máy đẹp 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.950.000 nhá. Đấy. 1.950.000 đấy. Sản phẩm Vivo Y81 đấy. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB ạ. Chỉ với 1.950.000 thôi, rất là rẻ nhá. Đấy, năm 2020 điện thoại rất là rẻ. Thì các bạn là người tiêu dùng các bạn lựa thao lựa chọn nhá. Đấy. RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB, chỉ với 1.850.000. À 1.950.000. Tặng kèm bạn một ốp dẻo nhá. Hình thức là máy đẹp 90%. Đấy. Con này là con Z2 Bride. Z2 Bride thì hôm nay vừa mới về con này xong. Con này là 850.000 các bạn nhá. Sản phẩm Samsung Z2 Bride. Con này 850.000. Đấy. Là con máy phụ chống cháy nghe gọi rất ok nhá. Z2 Bride 850.000 rất là rẻ. Và hôm nay nhà mình về thì Oppo này. Con này là Oppo, con này là Oppo A3. Đây là sim của bạn nhé. Quên mất, mình vào xem con máy này. A39 ấy sao ấy. Đây Oppo A39 á. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Con này thì vỏ phẩy phẩy có dính bụi ốp theo thời gian ạ. Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.400.000 nhá. 1.400.000 sản phẩm Oppo A37. À sorry các bạn, là Oppo A39. Cấu hình là RAM 4GB. À sorry các bạn, là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhá. 1.400.000 rất là rẻ đấy. Đấy, chỉ phải 1.400.000 các bạn sử dụng cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB thì các bạn nhá. Và con này là con Oppo A57 F3 Lite nhá. Oppo A57 F3 Lite, hình thức là vỏ khoảng độ 85-90%. Đấy. Con này thì bên mình cũng thanh lý bạn giá là 1.400.000 nhá. Cấu hình cũng là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Con này thì hơn con A39 nhưng nó có cái nút home vân tay nhá. Đấy. Con này nó có nút home vân tay này. Bên mình đang bán với giá 1.400.000 sản phẩm Oppo A57 đấy ạ. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A37, A57 A39 này các bạn nhận hàng thì sớm nhất nhá. Đấy, rất là rẻ. Toàn điện thoại hơn triệu thôi mà RAM rất là trâu bò nhá. Đấy ạ. Và đây là con Samsung Z5. À, con này là Samsung Z gì nhỉ? Z7 2015 nhá. Z7 2015 ạ. Đây. Z7 2015. Con này thì vỏ thì có phải cũ theo thời gian nhá. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.000.000 nhá. Z7 2015 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 2015 thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.000.000 thôi. Rất là rẻ nhá, Z7 2015 1.000.000. Rất là rẻ. Và đây là con Samsung Z8 2018. Hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Z8 2018. Con này là bản công ty 2 SIM. Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 2.300.000 nhá, 2.300.000. Sản phẩm Samsung Z8 2018 đấy ạ. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, 2.300.000 nhá, rất là rẻ cho các bạn nhá. Hình thức là máy đẹp 90%. Z8 2018 đấy ạ. Rất là rẻ. Và hôm nay nhà mình vừa mới về là con S7 này ạ. Đây là con S7 đấy ạ. Hôm nay nhà mình vừa mới hiếm hoi này. Con này là S7. Con này là bản công ty 2 SIM. Đây. Con này là bản công ty 2 SIM nhá. Con này là S7 này, S7 bản công ty 2 SIM. Đấy. Hình thức con này là 90% này. Hình thức là máy 90% các bạn nhá. Con này thì mặt kính đằng trước thì nó hơi bị ấy tí thôi. Hơi bị chảy chảy một tí thôi các bạn. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.850.000 nhá, 1.850.000. Sản phẩm Samsung S7. Con này là bản công ty 2 SIM. Đấy, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Nói chung S7 các bạn dùng rất là thích, rất là nhanh. 1.850.000 thôi.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 bản công ty 2 sim này các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. 1.850.000 này ạ, S7 màu đen rất là đẹp, hình thức là 90%. Rất ok. Và hôm nay nhà mình vừa mới về được con Nokia 5 này. Đấy, Nokia 5. Nokia 5 thì các bạn cũng đã rõ rồi. Đấy, Nokia 5 này. Con này thì là 1.200.000 nhá. 1.200.000 sản phẩm Nokia 5 này. Đấy, Nokia 5 1.200.000 này ạ. Rất là rẻ, nhà mình toàn hơn triệu thôi. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình toàn điện thoại hơn triệu thôi. Các bạn thao lựa chọn này. Và đây là con On 7 này. Đấy, con này là con On 7 này. On 7 thì con này 1.200.000 nhé. On 7 1.200.000. Thì màn hình con này 5,5 inch rất là to đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung On 7 thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất ạ. 1.200.000 nhé. On 7 nhé. Và đây nhà mình còn Z5 Pro này. Z5 Pro 1.700.000. Hình thức là máy đẹp 90% nhé. Trên 90% nhé. Con Z5 Pro đấy 1.700.000 đấy, rất là rẻ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro thì các bạn nhắn hàng mình là sớm nhất nhá. 1.700.000 đấy ạ. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB nhá. Z5 Pro 2 SIM 2 sóng nhá. Con này thì 2 SIM 2 sóng nhá. Đấy. Và con này là con Oppo A51 này. Đấy, con A51 thì con này thì là 750.000 nhá. Oppo A51 ấy, hình thức là máy đẹp còn độ 80% đấy ạ. Oppo A51 thì con này là 750.000 nhá. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Rất là rẻ nhá. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình, buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tiếp tối ngày hôm sau.